Sang năm mới chúc sức khỏe hai bà nhé. 100% này, rô này, 2, 3, rô. Ôi tôi chết, bắn lên người em rồi. Em có sao không? Em không sao đâu ạ. Quyết ơi. Dạ. Con là con trai là đàn ông đấy. Suốt ngày cứ lọ mọ trong bếp đấy nào. Dạ vâng ạ. Mẹ lại gọi rồi. Em ra nốt chung muối rồi chiên ít lạp sườn lên. Chịu khó nhá. Mấy khi hôm nay mẹ có khách, anh thương nhá. Vâng ạ. Ngồi tám chuyện từ sáng đến tối, giờ này vẫn chưa về. À, mẹ với các cô dùng thử muối con dã. Bây giờ thì thích riêng nhà con đấy ạ, ngon lắm ạ. Vâng. Ok. Thế mẹ bảo con dán cho mẹ mấy cái lạp sườn để các bà nhậu con lại quên à? Nhà mình hết lạp sườn rồi mẹ. Ôi giời. Từ sáng đến giờ con dán hết 3 túi rồi mẹ. Ôi cô Thắm, cô có quà đẹp thế. Cô mang sang tặng mẹ cháu à? Cái này là con dâu cô nó tặng. Nhưng mà cô đang ở bên nhà cháu thì ship nó mang sang bên này luôn. Thôi cháu cầm lấy rồi cho bà uống chứ dạo này trông bà xanh xao mệt mỏi lắm. Vâng ạ, cháu xin. Cảm ơn cô ạ. Mẹ cháu ở nhà là hay bị mệt, xong cả ngày chẳng nói năng câu gì. Có cái này uống vào á, có khi tốt hơn rượu. Nhà nhà. May hôm nay các cô đến chơi, mẹ cháu mới tươi tỉnh hẳn lên đấy ạ. Mà cũng phải thôi. Tôi bây giờ già rồi, sức nó yếu. Còn có sức đâu nữa mà đi son son phấn phấn, quần quần áo áo như các bà như này được. Bà Thắm ơi. Dạ. Bà là nhất đi nhá. Có cô còn dâu à, đảm đang này, tháo vát này, lại còn chăm sóc mẹ chồng nữa chứ. Bà quá khen. Bây giờ năm hết Tết đến rồi. Chị em mình chúc sức khỏe nhau. Nào các con, chúc sức khỏe các bà. Rô một cái nhá. 1, 2, 3, rô. Hết nhá. Cháu xin phép các cô, cháu phải đi trải giường cho mẹ cháu ạ. Bình thường mẹ cháu hay mệt, tối ăn xong mẹ cháu cứ lên giường đắp chăn ngủ luôn đấy ạ. Hôm nay là muộn so với mọi ngày ạ. Thôi mà em, mọi người đang ngồi nhậu vui mà. Thôi thế nào anh, các cô ngồi chờ cháu một lát nhá. Thôi, chốc nữa mẹ tự trải lấy. Con ở đây với các bà cho nó vui chứ. Ở đây cho vui chứ. Nào, thôi, chúng tôi cũng xin phép về để cho bà còn nghỉ sớm chứ. Hay nhỉ. Cả năm mới đến với nhau được một lần. Thôi thế này nhé. Bây giờ ở đây ăn xong chúng mình lên tầng 2 làm một sòng chơi sâm. Ok nhé. Mẹ cháu nói phải đấy ạ. Các cô ở lại chơi rồi tối ngủ phòng bọn cháu luôn. Cháu với anh Quyết ngủ đất quen rồi ạ. Sao em cứ khó khăn cáu kỉnh cả buổi như thế? Mấy khi mẹ mới tụ tập bạn bè, em cứ thoải mái lên một tí thì có sao nào? Đàn ông các anh nói thì dễ lắm. 1-2 hôm thì không sao. Đằng này cứ 3-4 ngày mẹ lại đưa bạn về một lần. Em vừa lo sắm Tết, vừa lo dọn dẹp nhà cửa. Em lo hầu mẹ, hầu cả bạn của mẹ nữa. Em cứ nói quá lên như thế. Mẹ già rồi, mình chiều mẹ một tí. Ai chẳng có bạn bè. Nhưng mà em thấy tụ họp nhiều như thế này chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Anh cứ thử lo việc của em xem có phát điên lên không. Chăm ba cái việc bếp núc. Được. Mọi việc ngày mai em cứ để anh lo hết. Còn em ý, cứ đi vui chơi tụ tập với bạn bè. Đi đâu thì đi, kệ em. Được rồi, anh nhớ đấy nhá. Alo Thương à, mai này có rảnh không? Đi chơi với tao nhá. Tao xin lỗi nhá. Đã nhà tan ca từ nửa tiếng trước. Nhưng mà nhà hàng đông quá.
tao cũng nỡ để nhân viên một mình. Gớm, ngồi chờ mày tan ca như ngồi chờ đổ xăng ấy. Tao ăn hết 4 con cua rồi mà mày vẫn chưa ra đấy. Ước gì tao cũng được như mày. Cha phải đi làm, cũng chẳng có con nhỏ mà trông. Chồng tao cũng làm dịch vụ, cứ mỗi dịp Tết như này á, toàn phải gửi con về cho ông bà chồng đấy. Thôi, tao xin khiếu. Mày cứ thử ở nhà với mẹ chồng 24/7 sẽ có SOS như tao không nào. Đúng là tuổi trẻ vàng son, độc thân mãi đỉnh. Ước gì tao vẫn chưa có người yêu, tao còn đang sợ ế đây này. Mày cứ thử đổi việc cho tao mà xem. Đánh đá như mày ấy, làm dịch vụ mấy hồn cũng chạy đi xếp. Chào người nhá, mình đang có mặt tại nhà hàng Cửu Vân Long. Và hiện tại mình đang đứng tại quầy cua sống tự chọn. Và đây mọi người để nhìn thấy này, đây là cua sống 100%. Nhưng mà không biết là cái độ chắc thịt của nó như nào, nên là sau đây mình sẽ order và ăn thử nhá. Mình có thể giúp gì bạn được không? Nói thật với chị là em cũng là một cái tiktoker nổi tiếng HL Chiến Thần Review. Thế nên là em đến đây xem cua nhà chị mà dở ấy, em chê một cái là không có ai đến ăn luôn. Chị chọn cho em cho cẩn thận vào. Dạ vâng, cua mùa này ngon lắm, để mình chọn cho bạn nhá. Đây này, con này rất là chắc này, con này tươi ngon này. Ôi trời ơi, đang đông khách vậy trốn việc cái kia. Chị đừng có xúc phạm tôi cũng không thiết tha gì công việc ở đây đâu. Này, chị đã xúc phạm em đâu? Chị không phải dọa tôi, 1 phiếu hay 10 phiếu nữa thì tôi cũng không sợ. Này thì xem TikTok quá 180 phút à? Khách đang đông ấy kìa, đi ra kia làm việc nhanh đi. Dạ, anh đã chọn được buffet chưa ạ? Anh chưa, nhà mình nhiều món quá ấy, độc máng hết. Dạ, bên em có rất nhiều món, đặc biệt là có buffet cua đấy ạ. Hay là anh chọn buffet cua đi. Hay là cho anh gọi có ghép bia xà cua hấp lát chanh bèn xanh nướng mơ hành bánh bao kim sa cho chanh ném tay chỉnh hát anh ba chị được. Khó khăn thế đấy mà gắn bó lâu rồi tao cũng không nỡ bỏ, mà chưa kể nhá, tao về nhà ấy vẫn phải lo cơm nước chồng con đàng hoàng đấy. Phụ nữ chúng mình khổ thật đấy, lấy chồng một cái coi như là hết thanh xuân như một tách trà, lấy chồng một cái hết bà thanh xuân. Biết vậy tao chả lấy chồng đi. Bà con gái chỉ cần lấy tấm chồng chức to giàu có và đẹp trai như anh thì sướng cả đời rồi, đòi hỏi cái gì nữa. Gớm, nghe cái giọng đã thấy hãm rồi. Đàn ông con trai gì mà vô duyên. Cô này, chuyện nhà tôi liên quan quái gì đến cô, ngáo à? Nhung. Nhung à? Nhung, mày dạo này thế nào rồi? Chuyện của mày với anh Khánh ấy. Chuyện đấy nó quá là quá khứ rồi. Mà tao thật đấy, tao ấy không hợp với chuyện yêu. Chuyện ngày xưa của mày với anh Khánh cũng là lỗi tại tao. Tại tao xem mà. Thôi nha, gặp được nhau như này là vui rồi, tự nhiên nói chuyện ngày xưa. Mà cái Nhung, sao bảo không yêu đương gì, sao có đi xe bắt? Chuyện đấy hả? Để tao kể cho mà nghe. Chị Nhung ơi, hôm nay gần Tết rồi, em còn phải đi về mua đồ mang quà sẵn nhớ nhà người yêu nữa. Thôi mà chị, cả năm em chỉ xin về sớm một đúng một lần đấy thôi. Chị chăm sóc giúp em với. Còn đống tài liệu này chị xử lý giúp em với ạ. Thôi được rồi, chị chỉ ưu tiên lần này thôi đấy. Về đi. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Chị Nhung ơi, hôm nay ông công táo rồi mà nhà em còn chồng con cơm nước nữa. Chị giúp em đống này nhá. Con đây mẹ. Vâng, con đang ở công ty. Con bận một chút, lát nữa con gọi lại cho mẹ nhé. Công ty cái gì mà công ty? Mày xem thế nào đi chứ. Cả họ nhà mình chồng con đều về hết rồi. Cũng mỗi mình mày tới giờ vẫn hết sức ghế xỉa. Tao đến mối mặt với cả họ hàng vì mày. Mà mẹ mới xin được số của anh này là cháu trai nhà hàng xóm. Chưa vợ, đẹp trai, thành đạt lắm. Tối nay 8 giờ, ra nhà hàng Cửu Vân Long đi xem mắt. Nghe
nghe chưa? Ơ, kìa mẹ. Hello em. Nghe bác anh kể là em học cao lại đang còn làm phó phòng ở một công ty to lắm nhỉ? Em cũng bình thường thôi ạ. Em còn phải cố gắng nhiều. Nghe nói con gái muốn làm chức cao mà lại lên được vị trí như em là phải biết chơi gốc lái G63 đấy nhỉ? Anh đùa tí thôi, sao căng thế? Mà con gái cứ phải cố gắng thăng tiến làm cái gì nhỉ? Con gái chỉ cần biết tí việc biết núc, biết yêu chồng, chăm con thế là được rồi. Mà xinh như em là mẹ anh thích lắm đấy. Thế em có thích đi chùa không? Em rất thích đi chùa. Em đi để bớt khổ nghiệp và bớt gặp duyên trần như anh ấy. Cần bớt duyên trần như anh. Đàn bà con gái chỉ cần lên tấm chồng chức to, giàu có và đẹp trai như anh thì sướng cả đời rồi, đòi hỏi cái gì nữa. Không có người yêu nhá thì bị gia đình dục, nhưng mà đi kiếm người yêu ấy, gặp phải mấy quả chat boy hay là mấy ông dở hơi ấy, tao cũng mệt mỏi lắm luôn. Đúng thật, phụ nữ mình đã khổ, tết nhất còn khổ hơn. Tao ước gì quay lại cái thời sinh viên, cái thời mà vô lo vô nghĩ, cứ nghĩ đến Tết ý, là sum vầy, tụ họp liên hoan. Chứ như bây giờ, tao nghĩ Tết nản lắm. Đúng luôn đấy. Mà thế nào hôm nay lại gặp hai đứa ở đây, duyên dễ sợ luôn. Này, hay là hôm nay làm bữa bét xác, mất não, quên đường về đi, được không? Được đấy. Được. Không được, nhà hàng tao đang đông khách, tao lo nhân viên không làm được. Trương ơi, năm vừa qua chị đã vất vả nhiều rồi, chị đừng lo lắng quá. Tết này chị vui vẻ đi, công việc ở đây cứ để bọn em lo. Thế em ra thì được đấy. Mày thấy không, công việc mày không làm thì vẫn còn đấy, có mọc chân chạy đi đâu mất đâu mà sợ. Em tuyệt vời đấy. Em dài là dài đấy nhở. Có người yêu chưa? Chị có một con bạn. Tết nhất đến nơi rồi mà bây giờ vẫn đang ế. Muốn ăn gấp bỏ cho người đấy em ạ. Bạn chị đây này, ế bền. Thôi đùa vậy thôi. Nói chung là Tết đến thì tao nghĩ rằng là vui vẻ sum vầy tụ họp chứ không phải là gánh nặng. Hôm nay vui đi, chuyện công việc để mai tính. Nào, 2, 3, vô. Công ty tao ấy năm nay ra mắt sản phẩm Yến Trương mới đấy, quy trình an toàn phết đấy. Để mấy hôm nữa qua nhà tao biếu mỗi người một hộp. Tao tưởng Cửu Vân Long chỉ có buffet hải sản thôi chứ nhỉ? Không chỉ thế đâu, Cửu Vân Long finest ấy còn bán cả yến xào, yến trưng, saffron và cả đông trùng hạ thảo nữa. Toàn đồ tốt chứ khỏe thôi đấy. Hãy thử đi. Oách thật. Này. Yến này à? Sáng nay bạn mẹ chồng tao vừa được con dâu tặng một hộp. Mẹ chồng tao có vẻ gato lắm. Thôi, tao cũng mua một hộp về tặng mẹ chồng cho bà đỡ sao đo nhỉ. Con này Thảo Mai không thể là số 2 được. Tao cũng thế. Có khi tiện đây mua một ít để biếu họ hàng. May quá. Alo mẹ ạ. Con đá hắn ta rồi. Con không lấy chồng đâu. Mẹ mà cứ bắt con lấy chồng nhá, Tết này ấy, con không về ăn Tết cho mẹ xem. Thế mẹ nhá. Đông đầy vị Tết. Alo, bà Tuyết à? Có dấu bà có nhà không đây? Không à? Để chúng tôi qua nhé.